Chào cả nhà, hôm nay nhà vườn sẽ thực hiện một phương pháp kết hợp giữa dăm cành tùng Đài Loan và ghép tùng kim cương. Ở clip trước, nhà vườn đã thực hiện phương pháp dăm cành tùng Đài Loan. Sau 3 tháng, cành tùng sống khỏe thì mới có thể ghép tùng kim cương vào. Và khoảng 2 đến 3 tháng tiếp theo thì cành tùng mới phát triển mạnh. Như vậy là tổng thời gian khoảng từ 5 đến 6 tháng vừa dăm cành và ghép tùng kim cương. Với phương pháp kết hợp dăm cành và ghép ngay sẽ tiết kiệm được một nửa thời gian. Gốc cây tùng Đài Loan ra rễ và cái ngọn tùng kim cương cũng vừa đâm chồi trong 3 tháng luôn nha cả nhà. Đây là những đoạn tùng Đài Loan nhà vườn đã cắt khoảng chừng một tấc và đã tuốt lá chân. Đây là cành tùng kim cương, nhìn đẹp ha cả nhà. Giờ nhà vườn sẽ cắm vào bầu ươm. Lưu ý là các cành mình để lá lại ha. Cây càng nhiều lá thì sống càng khỏe. Nhà vườn sẽ chẻ hôm tùng Đài Loan. Đây là một đoạn khoảng 4cm tùng kim cương, chúng ta sẽ ghép vào hôm tùng Đài Loan. Mình vạt bo tùng kim cương chữ V. Nhà vườn sẽ đặt vào hôm tùng Đài Loan đã chẻ. Mình quấn dây ni lông bảo vệ bo ghép. Chúng ta thực hiện những cây tiếp theo ha. Việc ghép tùng kim cương vào tùng Đài Loan, tùng kim cương sẽ phát triển rất nhanh, cốt cành lớn. Màu da tùng kim cương và tùng Đài Loan giống nhau nên khi liền da nhìn giống như một cây tùng kim cương zin luôn ha cả nhà. Cách ghép làm tăng tốc độ tùng kim cương và đảm bảo tính thẩm mỹ. Sau khi ghép xong, nhà vườn sẽ trùm bao ni lông để nơi râm mát như đã hướng dẫn ở các clip trước. Khoảng 1 tháng sau khi ghép, chúng ta có thể tưới chất kích thích ra rễ. Cả nhà thấy hay và bổ ích hãy để lại một like và đăng ký kênh YouTube Fast Garden để ủng hộ nhà vườn cũng như là để chia sẻ các nội dung làm vườn hay nha.
Còn đây là kết quả sau 2 tháng. Chúng ta thấy cái ngọn còn xanh, rễ thì đã lòi ra khỏi bầu ha cả nhà. Mình xem tiếp tục cây thứ hai, cành vẫn còn xanh luôn. Mình kiểm tra xem cái rễ nó phát triển như thế nào nè. Cây có rễ cám rồi nhưng mà còn yếu. Cây thứ ba này nhiều lá, nhìn cũng rất sung luôn. Và khá nhiều rễ. Cả nhà thấy hay và bổ ích để lại một like và bình luận để nhà vườn có động lực làm các clip tiếp theo. Hy vọng cả nhà sẽ đăng ký kênh YouTube Fast Garden để chúng ta cùng nhau chia sẻ các nội dung làm vườn hay. Cảm ơn cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà ở các clip tiếp theo.